Đây. Không. Đại ơi. Đủ, đã nhiều rồi. Nó gộp luôn kìa. Này trắng bóc luôn đấy bộ. Ơi, con giấu dưới á. Ghê không? À. Sắp lưỡi phải đồng ngựa mắc cho vịt. Không đi à? Là miệng sáng, là miệng ngu luôn. Ừ. Là từ qua thấy cái thứ đấy đủ cái cả. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Mình là Sơn Hồ Tràm Vlog. Hiện tại bây giờ mình đang đứng ở khu vực làng chài biển Hồ Tràm đây các bạn này. Thì bữa nay mình ra mình thấy bà con đi đánh lưới cá chim á các bạn. Được nhiều lắm các bạn ơi. Thì mình cũng tranh thủ ra đây quay cho các bạn xem ngư dân đi được nhiều cá chim lắm. Thì bà con mà có về biển Hồ Tràm du lịch á các bạn. Thì cái gì chứ hải sản tươi sống mà ngon á, rất là nhiều các bạn ơi. Ngư dân đánh bắt trực tiếp từ dưới biển mang lên rồi bán tại chỗ luôn. Thì bà con ở đây thì chung là đi biển cũng rất là cực khổ các bạn. Đi cả đêm á, nói chung là đánh một cái gàng lưới rất là dài. Mà đi vô thì cũng được vài chục ký cá. Nhưng mà bảo đảm là cá chất lượng không à các bạn. Thì mọi người về đây thì ủng hộ ngư dân Hồ Tràm nha các bạn. Toàn cá ngon thôi. Thì bây giờ mình mời các bạn đi xem cá chim nha. Chim trắng, chim đen đấy các bạn này. Thì kênh của mình là Sơn Hồ Tràm Vlog. Các bạn mà xem video của mình thấy hay và hữu ích á, thì ủng hộ mình nha các bạn. Thấy một chút hữu ích thì các bạn ủng hộ mình nha. Bằng cách đăng ký kênh, like và chia sẻ cho mọi người cùng xem nha các bạn. Rồi mình mời các bạn đi xem cá chim nha các bạn. Cái ghe này vô là cá còn dính vùng lưới luôn nè các bạn. Đó, quay mặt ông chủ rồi đang dỡ cá rồi. Đó, dỡ cá rồi lên cho bà con coi, bạn các bạn coi cá rồi đó. Điện mạng lên luôn. Ừ. Cá chim trắng nè các bạn, cá chim xuất khẩu nè. Nhiều nhiều lên đi. Đó, cá. Bờ gỡ luôn mới chết. Dọ coi cho đại. Ừ. Yeah, mấy bạn. Quá trời luôn. Ừ. Vậy đừng quay mặt tao nữa sao? Đừng quay mặt đó, đủ quá. Quay mặt tao người ta biết tao ở biển Hồ Tràm nữa không? Má cá này mình giờ một bước thì mình mua được mình ăn, có tiền mua ăn ha. Ước gì ăn thì xin anh không con không cho liền. Ừ. Chứ mua. Ấy, nhiều lại. Rồi, bạn nào nhìn cá thì có về biển Hồ Tràm chơi thì mua cá này hay là mình ship cá lên tới nơi luôn các bạn. Cá chim xuất khẩu. Hải sản tươi sống mà ngon lành thì cứ về biển Hồ Tràm. Đúng không? Gặp anh Sơn Caru. Thôi thiệt vô ghê luôn hả? Tiếp tê tê về rồi. Cái thùng đi ào ào lên. Rau gì nữa. Quay cận cảnh về nhìn nó mới đá con mắt. Đầu ra mình ghê đó. Ai ăn cá này đợt này là canh thủ mua này chứ mai mốt nó đắt. Đúng không? Mai mốt có không? Có đâu. Năm sau, năm sau. Ngày này năm sau. Một năm nó có một lần thôi đúng không? Ừ. Năm nó có một mùa. Kỹ ra đem lên xe đi kìa. Chưa, tôi chạy lên đi ăn sáng giờ, chiếc xe đậu ngay cái bàn mà. Dựa dân chính. Thì tôi dựa dựa. Nhỏ như rẻ rẻ tiền mua con. Mình lớn. Tiền nhiều quá, không có tiền ăn. Mấy anh đi cả đêm đó các bạn. Đi nguyên một đêm mà mới được mà bằng này con cá đó. Chứ không dễ gì kiếm được bằng này con cá đâu. Cực lắm. Mùi gì ăn đâu. Ừ.
một đêm linh đinh ở trên biển đó các bạn. Kiếm mà nó vào gì ăn kiếm đâu. Ừ. Đó, rồi môi nữa, môi. Còn nó lấy cái màu nó chứ kiếu nổi lên môi. Kệ môi, môi, cứ môi, môi, sao nó lòi ra nữa. Rồi, ba. Có cái con này nhỏ nhỏ rồi. Nhưng con để không? Này nè, có lại còn 2 3 4 5 16 18 con. 7 18 con. Đây ghe nữa nè các bạn ơi. Ghe này trúng cá chim nhiều hơn nè. Còn cá bự không à. Đã luôn. Rồi, để máy cày súng lên á. Cái này cá này ăn mù tạt. Tái chanh. Hết ý. Dạ. Sao cá chim đợt này nó rẻ ha. Nó không mắc như đợt trước. Không có nhất không? Thả nó cả lớn này, cả bự này. Cả bự ghê ha. Bự ghê thiệt. Không có nhất hay đâu. Lừa đó chi đem em cứng nha, nhìn lừa chi nữa. Bỏ đồ con thung về chứ chi đâu lừa chứ coi. Cả bài đi nha, em bà lừa chứ. Cả nhất là nó bự hơn hả? Tí đôi rồi. Cả ba rẻ mà. Thằng năm làng lấy thì được 200 mấy. Ủa chứ 7 làng, 8 làng. 700 làng, 700 làng. Nhỏ nữa là kỳ mày thiệt chú. Hả? Năm làng lên. Thì cả vừa 5 làng. Vừa 5 làng thôi. Có 5 làng gì đã sang đâu. 5 làng đem về ăn. Hả? Cả đi lắm, 6 làng hết. Đem về chặt cái tạp cái lê. Cả gì gì hết. Gì hết á, được 10 người chứ. 10 mấy con không chứ, 20 không? Không, không mấy con chứ, đây đâu mấy. Đếm chứ, nãy chưa đếm chứ. Đi con đôi nhỏ đi. Đếm đi. Đó là 5 đi đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7 con rồi. Nhỏ chứ nắng nó đục đai thì cả rẻ mất cả. Cá Mỹ nha con có cái cho Mỹ mà. Tái chanh. Hết rồi. Con rồi đi, con rồi đi. Quá trời. Con đi. 20 kg không? Tái chanh mù tạt. Trời ơi. 14. Có cả cái lão nữa trời. Quá trời đã. Hai mày con á. Con đi. Không kỹ không? Được. Nhìn ngang nhau. Được. 20 không đủ, không đủ con. Nhiều. 12 con. Hôm trước 1 ký 63 con, mua vậy nữa. Không nhập con. Con. 6. 7. 80 con. 8. 30. 30 luôn. 30. 32 con nữa. Còn con cá bà lão nữa kìa. Số qua số lại cho bạn. Mua bài lão bán không? Con. Hai con trồng dễ ngang. Năm con cá, cả 50 mấy. Mấy. Con đi chơi 4 lần mấy. Đây nó con được phải 5 lần. Có. Con đi 70.000, 140.000 một ký. Cá nhỏ. Con này 70 ngàn. Vừa con về ăn bữa cho sơn cho đổi trong cái sơn. Tao đâu có tiền mang tiền đâu. Tấn ơi, Tấn. Mua đi. Trời ơi, mấy khi mà gặp mấy cá này mua đâu. Có cá này. Cá từ rói từ dưới biển lên mà không mua này. Phí lắm.
khu biển này không? Chúng ta mất lạc quá đó. Đó hả? Một chiếc nữa vô nào các bạn. Thêm một chiếc nữa vô. Mấy tạ anh? Đừng mấy con à? Mấy con hả? Ờ, mấy con là cũng ok rồi đó. Ừ. Ghe nào cũng được hết á. Sao? Ghe được không? Ghe này đi. Cũng hai mấy con đó chị anh. Ừ. Mùa này mùa cá chim nữa các bạn. Thì nãy giờ mình quay cũng khá là dài rồi các bạn ạ. Thì mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Thì các bạn xem video mà thấy một chút hữu ích thì các bạn ủng hộ mình nha. Ủng hộ Sơn Hồ Tràm Vlog nha các bạn. Thì sự ủng hộ của các bạn cũng là một nguồn động lực lớn để cho Sơn Hồ Tràm tiếp tục ra những cái video tiếp theo đó các bạn ạ. Thì các bạn mới đến xem kênh của mình thì đăng ký kênh rồi nhấn chuông thông báo để tiếp tục xem những cái video tiếp theo của Sơn nha các bạn. Thôi thì mình xin chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Ủng hộ Sơn Hồ Tràm nha các bạn. Bye bye.